Đây mình quay cho các bạn xem xe công nông gieo máy cày. Rồi, đây ạ. Rồi, chưa nè. Đường chân trượt quá nha mọi người ạ. Đấy, ông này điều khiển này. Oh yeah, đất ơi. Nặng quá. Ê, đi lên xe lại. Đi xe đi à. Ôi, ôi. Đúng rồi. Giật tay tao chứ. Rồi kéo tao lại đây.
ơi. Lưu lại kêu 2 hectare à? Ôi. Kéo con à? Ôi, dùng 2 hectare lên à? Đúng à? Ở lên thôi ạ.